đường vào bến đò kìa. Chỗ đây 45 chỗ qua được. Cũng phải đi bến đò. Mà thành giờ tối hôm qua anh qua anh ngồi cái điểm xếp. Cà phê trong nhà đó.
khách vô là uống cà phê, có nhà không đó mở nha. Xe của con mà. Quên nắm tay. Rồi cảm ơn con, bye bye nha. Bye nha. Con mang về cao gót nha.